À, xin chào mọi người, hôm nay kênh gì nhỉ? Bố và con đúng không? Lại quay trở lại với mọi người, đây là bố và hai bạn con. Nào, từng bạn giới thiệu, xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Đầu tiên là bạn bố giới thiệu trước nào. Chào mọi người. Mình tên là... Bố. Năm nay mình mấy tuổi? Năm nay mình 5 tuổi. Oh, 5 tuổi. Ồ, đầy đủ. Nhưng mình bị rung răng ngày. Luôn tiền bạn bốn bị rung răng này. Thì hôm nay bố sẽ bàn về câu chuyện rung răng cho các bạn cùng nghe nha. Đây, bạn bốn 5 tuổi rồi. Bình thường là bạn bốn sẽ chào hỏi mọi người rất là to lớn. Nhưng hôm nay bạn bốn bị rung với một răng, bạn bốn rất là buồn. Bởi vì bạn bốn vừa mới chia tay một bạn răng, đúng không? Còn anh đây là anh Sáng. Anh Sáng Sao về thì sắm vlog. Mọi người nhớ đăng ký cho sắm vlog nha. Đây, còn anh sắm thì rung mấy răng đây nha. Anh sắm thì đã rung rất là nhiều năm răng năm rồi. à sáu sáu Đúng rồi. Bởi vì bộ tính nha, đời người thì có là chỉ có 2 lần răng đúng không? Một răng là lúc mình mới sinh ra này. Sau đến lúc 5 6 tuổi như bạn bốn này thì chúng ta sẽ dùng thay cái răng này gọi là răng sữa. Sau đó những bạn nào mà đang bị sâu răng như em bốn này này, thay răng này chúng ta sẽ có lên một răng mới. Đây, răng mới như răng bốn này, răng này là răng vĩnh viễn như răng ánh sáng này này. Thì răng này sẽ không là sâu nữa, không thay răng nữa. Nên mà nếu mà có răng mà răng mới này thì các bạn cần phải làm gì nhỉ? Đánh răng sạch sẽ này, đúng không? Buổi tối được khi đi ngủ này, sáng mai ngủ dậy phải đánh răng này, ok. Ngoài ra phải làm gì nữa? Súc miệng được muối này, sau khi ăn cơm phải súc miệng lại này. Còn nên ăn nhiều kẹo không? Theo bạn bốn nên ăn nhiều kẹo ngọt không? Ăn một tí ha. Ăn một tí nhưng mà sau khi ăn cũng phải súc miệng khi chiếc kẹo nó không bám vào răng, đúng không? Ok chưa? Đấy, hai bạn có câu hỏi gì về răng không? Hôm nay chủ đề của chúng ta là chủ đề về răng mà. Anh này, bạn muốn mình thay răng anh này, bạn muốn nhé lại cho các bạn xem nào. Đó, anh Sáng thì sợ bị virus nên anh Sáng đeo khẩu trang. Được rồi, chủ đề về răng chúng ta hôm nay đến đây kết thúc rồi. Chào mọi người đi.